Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Tech Melee Channel. Video này mình sẽ chia sẻ tổng quan về Frontend Developer dành cho những bạn mà đang tìm hiểu về cái ngành này, hoặc là những bạn mà dự định sắp tới sẽ theo Frontend Developer. Qua cái bài này thì mình hy vọng là các bạn hiểu được là Frontend là sẽ làm cái gì, công việc của một Frontend Developer sẽ cần làm gì, cũng như đâu đó thì các bạn biết được là mình có phù hợp đối với cái ngành này hay không. Đó, thì cụ thể nội dung của bài này bao gồm là Frontend Developer là gì, mô tả công việc của một Frontend Developer, ai là người phù hợp với Frontend Developer, cũng như là cái nhu cầu thị trường và con đường sự nghiệp của một Frontend Developer. Và cái bài này nó nằm trong cái khóa là Frontend Essential, thì các bạn cũng có thể là xem thêm. Cái danh sách thì mình để ở cái file Excel để mô tả nhé. Phần đầu tiên đó chính là Frontend Developer là gì. Thì chắc các bạn cũng đã nghe nhiều rồi, đấy là Frontend, Backend hay là Full Stack. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua tổng quan thôi nhé, xem là Frontend và Backend hay Full Stack là làm những cái gì. Ok, thì đây là một cái cấu trúc cơ bản của một cái trang web. Đấy là ví dụ người dùng này, người dùng vào một cái, mình là người dùng lên Internet vào browser, ví dụ Chrome, để vào một cái trang web. Thì một cái trang web của chúng ta sẽ có HTML, CSS, JavaScript. Đó, thì phần đó là thuộc về Frontend. Đây, trong cái khoản này là thuộc Frontend này. Backend thì là sẽ bao gồm các cái phần như là web server. Web server ở trong đấy bao gồm là Backend Language Application. Ngoài ra thì backend nó sẽ tương tác với database. Thì các bạn có thể hiểu tưởng tượng nó là một cái nơi lưu trữ dữ liệu. Ví dụ như tất cả các thông tin của người dùng, tất cả các thông tin ở trong web, ví dụ thông tin người dùng chẳng hạn, thì nó sẽ lưu ở trong database, nó gọi là database. Ví dụ như Excel chẳng hạn thì mình có cái cột, cái hàng ấy, đó thì nó sẽ lưu, nó sẽ kiểu như vậy. Thì các bạn có thể là tưởng tượng database nó là một cái nơi dữ liệu, nơi chứa dữ liệu. Còn backend nó là cái nơi mà nó để tương tác với frontend, và nó lấy dữ liệu ở bên phía database. Thì backend là sẽ phải xử lý ở cái chỗ là bao gồm những cái phần này, bao gồm web server này, backend language này và database đó. Còn full stack là các cái bạn mà làm cả frontend và backend đó. Thì mình có thể mô tả qua một cái luồng của một cái trang web nhé. Đây là ví dụ mình vào một cái trang là trang đăng nhập của Facebook chẳng hạn, thì ở đây ở cái phía người dùng ấy, cái phần mình nhìn thấy này nó gọi là phía của frontend, và cái công việc của chính của frontend nó cũng là bao gồm cái này, là nó sẽ làm cái phần giao diện dành cho người dùng đó. Thí dụ mình nhập thông tin ở đây chẳng hạn đó, thì khi mà mình bấm login này thì cái việc frontend nó sẽ là nó lấy cái thông tin mà người dùng nhập vào để nó gửi cho phía backend, rồi backend nó sẽ chọc vào database để nó kiểm tra xem là thông tin nó như thế nào, có user, có cái user này hay không, password nó có đúng chưa. Ví dụ trường hợp này thì nó không đúng chẳng hạn, nó thì nó sẽ hiển thị là sai password đó. Còn trường hợp mà ví dụ như là mình nhập đúng đi chẳng hạn, thì ví dụ là mình có thể đăng nhập thành công, hoặc là nó bắt mình xác thực bằng email hay là số điện thoại gì đấy đó, thì đây là một cái luồng như vậy. Thì các bạn có thể hiểu sơ qua như vậy nhé, còn cụ thể nó sẽ đi như nào thì sau này mình sẽ tìm hiểu thêm. Rồi, chắc là bạn cũng hiểu sơ qua là frontend là làm cái gì rồi đúng không? Ok, thì mình mô tả kỹ hơn một chút. Thì frontend developer là gì? Frontend developer là một người xây dựng trực tiếp thành phần giao diện hay các yếu tố liên quan tương tác với người dùng của một cái sản phẩm công nghệ. Để làm điều này thì frontend developer phải thành thạo ba ngôn ngữ chính là HTML, CSS và JavaScript. Thì cơ bản là frontend nó sẽ là làm tất cả các giao diện mà người dùng nhìn thấy, tức là một cái mặt tương tác giữa người thật của mình này với lại máy tính qua trang web, thì nó sẽ là bên phía frontend developer. Ngoài ra thì frontend developer sẽ là làm các cái phần tương tác giữa những cái của người dùng đối với backend nữa. Thì đấy là cái cơ bản của frontend developer là gì. Thứ hai đó là mô tả một cái công việc của frontend developer. Thì ở đây mình cũng liệt kê một số thôi nhé, chưa chắc là nó đã chính xác đầy đủ hết đâu, nhưng mà theo mình nghĩ và mình trải nghiệm cũng khá là đủ rồi. Đầu tiên đó là thiết kế hoặc là xây dựng các cái giao diện web này, ứng dụng này thân thiện với người dùng dựa trên các ngôn ngữ khác nhau đó. Thì mình có rất là nhiều ngôn ngữ nhé, ví dụ như HTML, CSS,
Thì đối với một cái trang web như này ấy, thì ít nhất là chúng ta sẽ cần 3 thứ, đó là HTML, CSS và JavaScript. HTML thì nó sẽ là tạo lên các cái bộ khung cho mình. Ví dụ như ở trong cái này thì mình có là text đúng không? Ví dụ chữ Facebook này nó lại là hình ảnh này. Cái này là text này. Chữ này là text này. Là sau đấy là sẽ có ô input, cái này nó gọi là ô input nhé, là người dùng sẽ nhập thông tin được vào đây. Đó. Thì input nó có nhiều kiểu, ví dụ là text hay là password thì nó sẽ là cái dạng sao sao đấy. Cái này thì nó là button, nó là một cái nút đó. Và đây ví dụ đây là một cái đường link. Đó. Thì cái HTML nó sẽ là xây dựng cái bố cục và các cái thành phần của trang web. Thứ hai là CSS thì nó sẽ là xây dựng đẹp xấu cho trang web, cái chính xác cái bố cục của cái giao diện này nó hiển thị như thế nào, ở bên trên hay bên dưới, bên trái, bên phải. Đó, thì cái đấy nó cũng liên quan đến CSS, màu sắc như nào. Đó, thì đấy là liên quan đến phần CSS. Và thứ ba đó là JavaScript. JavaScript nó là tương tác giữa các cái thành phần, ví dụ nhập cái này thì nó lấy thông tin của thằng này này, lấy thông tin của cái username hay là email này, và lấy thông tin của password để nó gửi lên, thì nó nhờ cái JavaScript. Đấy là về cơ bản nhé, còn nó sẽ làm được khá là nhiều việc thì mình sẽ tìm hiểu sâu thêm. Rồi thứ hai đó là duy trì và cải thiện giao diện người dùng web ứng dụng. Đó, thì là chúng ta luôn luôn phải tiếp tục phát triển và cải thiện cái ứng dụng người dùng để cho mà mang tới cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, làm việc với các đồng nghiệp và chuyên gia hậu thuẫn khác để mà phát triển các tính năng mới, nâng cao trải nghiệm cho người dùng, đề xuất các cái cách để cải thiện giao diện người dùng, đồ họa cho trang web. Thì một fan developer thì cũng thường là chúng ta sẽ đi học hỏi những cái trang khác, cái use case khác để mà chúng ta đề xuất với khách hàng, đề xuất với lại UI UX để chỉnh sửa cái design cho nó hợp lý để tối ưu cái trải nghiệm người dùng. Tiếp theo là tối ưu giao diện hóa ứng dụng trang web có tốc độ và hiệu suất tối đa. Đó. Viết unit test và UI test để mà phát hiện ra các cái lỗi, liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới. Thì fan developer học khá là nhiều đấy, khá là nhiều thứ nó nên là chúng ta phải luôn luôn cập nhật công nghệ mới. Tiếp theo là kiểm thử feedback các cái lỗi liên quan đến giao diện tương tác ở phía người dùng. Thì ngoài cái việc là code ra, chúng ta đôi khi cũng phải đi kiểm test ấy, kiểm thử ấy, đó là kiểm tra xem là nó có lỗi hay không. Đối với chính mình, khi mình code thì mình cũng phải kiểm tra, hoặc là đi kiểm tra cho các cái bạn khác, review code bạn khác. Hay là chúng ta sẽ phải thường xuyên là fix các cái lỗi ở trên phía người dùng. Đó, thì đây là về cơ bản mô tả công việc của một front-end developer hàng ngày sẽ làm những cái gì. Đó, ai là người phù hợp với front-end developer? Thì theo mình nó có 3 đối tượng chính. Một là các bạn học công nghệ nghề thông tin ấy, thì các bạn sẽ thường lựa chọn xem là front-end hay back-end. Thì mình nghĩ là những cái bạn nào thì front-end nó sẽ không quá nặng về cái mặt thuật toán, tính toán. Thì đối với những bạn mà không có mạnh quá về cái thuật toán thì có thể là theo front-end trước, sau đấy back-end sau. Hoặc là những bạn mà kiểu lười tư duy thì cũng có thể là theo frontend, bởi vì là frontend nó sẽ có nguyên một cái mảng là giao diện HTML, CSS, thì mọi người nó cũng đỡ phần nào cái việc là tính toán, thuật toán, suy nghĩ. Thứ hai đó là những cái bạn mà thích về cái làm đẹp ấy, kiểu khiếu nghệ thuật ấy, thì các bạn cũng có thể là theo frontend developer. Và thêm một cái tính nữa đó là tính cẩn thận. Đó, thì cũng có thể là một yếu tố để mà các bạn lựa chọn front-end developer. Bởi vì là đâu đó front-end thì nó sẽ là cái mặt là đẹp xấu, nó cũng liên quan gì đến đẹp xấu đúng không? Thì những cái bạn mà thường có tính nghệ thuật hay là thích về mặt giao diện này kia ấy, thì có thể là theo front-end. Đó. Ba là những cái bạn mà đã theo lập trình rồi, tức là đã code ví dụ back end rồi hay là làm mảng khác rồi, thì cũng có thể là học thêm front end để mà có thể thành full stack, hoặc là có thể là support các bạn khác đối với cái mặt là front end. Đó. Thứ tư đó là nhu cầu thị trường đối với front end developer, thì bài này mình cũng đã nói ở trong một cái video khác về cái mức lương và nhu cầu thị trường ở ngành IT. Đây thì cái này nó cũng hơi mờ. Đây thì chúng ta có thể thấy là cái việc làm IT phổ biến so với nhu cầu thì con số này là thống kê năm 2021.
đó chính là back end thì nó rơi vào khoảng 54%, full stack thì nó khoảng 51% và front end thì nó khoảng 37,1%. Thì so với back end và full stack thì nó cũng có phần là nó nhỏ hơn. Tuy nhiên thì nếu mà so với bây giờ thì cái việc nói chung là tìm việc front end thì mình nghĩ nó cũng không có gọi là hiếm lắm, bởi vì là rất là nhiều nơi tuyển, rất là nhiều chỗ tuyển front end. Thì các bạn cũng có thể lên một số trang tuyển dụng để xem là cái nhu cầu thị trường như nào. Ví dụ như là thì ở đây bạn có thể là vào trang IT Việt, các bạn có thể search ví dụ như là front end chẳng hạn. Front end đây. Thì nó cũng rất là nhiều việc, ví dụ là 254 việc front end này, ở đâu này? Tại Hồ Chí Minh này. Đây thì có location này. Có thể chọn là Hà Nội này. Đó thì 119 việc ở Hà Nội. Đó thì các bạn có thể lên tìm kiếm ở đây xem là có nhiều công ty tuyển hay không. Thì ra mình thấy nó cũng rất là nhiều. Ok, tiếp theo đó là con đường sự nghiệp của một front-end developer thì nó sẽ như nào. Thì các bạn sẽ đi từ intern. Intern là những cái bạn mà học việc ấy. Nên là mình sẽ vào công ty học việc. Sau đấy thì sẽ lên Faster. Sau đấy là Junior, Middle, Senior và Team Lead. Thiệt ra mình cũng không có đánh giá xem là như thế nào thì đạt các cái mức này, bởi vì là nó còn tùy vào thị trường, môi trường, các công ty nó khác nhau, có các cái yêu cầu khác nhau thì các cái rank hay level nó sẽ khác nhau, cho nên là mình chỉ nói cái lộ trình ở đây thôi. Sau đấy thì các bạn có thể theo một số hướng, ví dụ hướng quản lý hoặc là full stack. Đó thì cái con đường sự nghiệp của front-end developer cũng nó cũng khá là rộng mở. Ok, thì đây là tổng quan về front-end developer. Nếu thấy hay hãy like, share, subscribe cho Tech Milly Channel nhé.